sao con thấy này. Hoàng Anh với Tiểu Khánh đi đâu cả đêm không thấy về nhỉ? Bà thì đói quá rồi. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Chăn gà trước gà đây. Anh Hải Mậu ơi, Tiểu Khánh ơi, em đang ở đó. Có nghe thấy anh nói không? Anh nghe mau ơi! Có nghe thấy anh nói không? Anh ơi mau ơi! Tiểu Khánh ơi! Em đang ở đâu? Hai người đang ở đâu đấy? Có nghe thấy anh gọi không? Anh Hai Mau ơi! Tiểu Khánh ơi! Gọi không ai thưa. Chắc là không phải làm việc gần đây đâu. Cô đấy có thể đi đâu được nhỉ? Ăn đây nhá. Oh,
Chắc được không? Thế nào? Ăn từ từ nào, không đánh nhau nào. Thôi không được đánh nhau nào. Nhiều lắm. Quá chị à, mấy tu. Chị mua chị à, cô sẽ nóng cả thì bộ bò anh hãy mong hát tiểu khánh tôi tập hết chế nè. Ê, cô hình như nhắc cô chế thêm cho chị bằng đó nè, khánh gà nó tự lỡ. Cô tức tôi nhỏ ít mòn là tức chị bằng gà lọ chế, cô hãy hôn nóng xếp bộ bò gà tôi tập hết chế nè. Thế giờ chị bằng gà chanh gà hôn tôi tập gió tên là tức à. Ê, chị bằng cái tôi thả tà ước chế nào ế. Xanh cái đôi tử là phá. Tại nhìn đi, các chị chết tàn nhau tàn cái chế là mấy tu. Dạ mà nè, cô chết tàn nhau tàn cái chế à. Ê, tế dồn chế chị bằng cái nên xanh cái đôi tà dê giá tê chứ à. Cô chỉ tâm một xíu thế à. Ít chỉ thế cũng một xíu chế bộ bằng cái nhau tàn giá thế. Lý ấy chỉ một xíu à, chị bằng đi hả là chế chế. Mua xí hả mà, cho một chí hả nữa. Ủa nên đá mà nè. Nè, nhà thầy chí bó nè chê. Chê cũng mẹ một chí ta dễ dò xếp bộ bó. Chê. Ờ. Hải lý xí hả, nhắc giống con nè. Ủa nên đá hả. Hải lý xí hả.
sao nên giờ rất nhiều lắm. Quý giờ rất nhiều lắm, cắt tôi lắm. Ờ, linh nếp bỏ bỏ à, anh hãy mong á, à, tiểu khánh cho tôi mà chó nên nhỉ. Chị bỏ à. Chị bỏ là? Ừ, cắt bỏ chữ à. Chị bỏ ra nhá tỏ chế à, chị bỏ ra lại cố tôi thì sẽ bỏ bỏ ra tôi thằng thần lên à. Chị bỏ cắt tôi chả khó à. Chị bỏ là? Dạ. Ê, mà nhá nẹp không? Dạ, bỏ này tôi đây. Ờ.
Tế rau á? Ừ. Ui chăm thế, phụ em mà tế rau luôn rồi đấy. À chứ. Ừ, quá nhỉ. Cảm ơn em nhé. Em phải tưới á? Ừ. Em phải tưới. Ủa em tưới chứ. Em phải tưới. Em biết bịp không? Bịp như này cơ. Đây như này cơ. Đây là mới à. Hết tay hết cơ, cùng nhau làm nào mới. Đây. Đâu này nữa chứ. Cho nó như thế. Đây. Đấy, cho như này này. Đấy cho. Anh này. Quá nhỉ, đây. Đẹp hết nhỉ. Chẳng hiểu.
rồi mà. Bắt mấy đi đâu rồi bắt? Về thôi nhé. Hai hoa chị. Ấy ơi. Hai hoa. Đi nào, đi. Đi, đi, đi. Wow. Đi qua nhờ. Cho tên nhỉ. Không biết thằng em ấy đi đâu rồi nhỉ? Tôi cũng đi tìm ở chợ hết nhưng không thấy em ấy đâu. Không lo cho em ấy quá. Cũng mua hàng tè sau đó mấy thằng mong ngỏ tè cứ con xe cũng phải trong bán giờ cũng mà thèm thì chế là xe thò xe mà lò là không bị sao nhá. Đây cô quản lý công trường cho tôi nhé. Vâng sếp, đang vẫn đang công nhân đang thi công sếp ạ. Hôm nay tôi đang bận cho nên là tôi không chat được cô, chat công trường cho tôi nhé. Vâng, mọi công trình vẫn đang tiến hành ạ. Hôm nay tôi bận là cô quản lý công trường hộ tôi nhé. Vâng ạ. Nếu chào cô nhé. Vâng, chào sếp ạ. Một đơn được 9 triệu thì nó đến nào nhưng mà nó cũng nghỉ nhiều thì để các con có con à Thank you.
Chào bác. Chào thông. Vâng, chào đồng chí. Mời đồng chí ngồi xuống. Vâng. Đồng chí đến đây có việc gì không? Thưa bác là cũng không có việc gì nhiều đâu. À, tôi ra đây để trình báo với bác là một số việc. À, chú cứ trình bày. Chuyện là như thế này bác ạ. Tôi có một bạn gái sống ở tổ 2, ở núi bên kia. Cô đấy đã mất tích được 2 ngày nay mà không thấy về trang trại nữa. Và tôi ra đây để khai báo với bác nhờ lực lượng dân quân để mà hỗ trợ tôi tìm kiếm ạ. Chú có thể cung cấp thông tin hoặc hình ảnh của cô ấy không? Thưa bác có ạ. Tôi có đây ạ. Đây mời bác xem qua. Rồi. À, cô đấy có một đứa bé tầm độ 2 tuổi này đem theo cô ấy nữa. Chú gửi ảnh này qua cho tôi. Vâng. Bác xem mà có không ạ? Rồi, có đây rồi. Tôi sẽ huy động lực lượng dân quân đi tìm cô ấy. Vâng, cảm ơn bác nhiều ạ. Chú cho tôi biết tên cô ấy và đứa bé. Thưa bác, tên của cô ấy là Vàng Khánh ạ. Đấy, bé là Lý Tiểu Khánh ạ. Rồi. Bác có cần thêm thông tin gì nữa không ạ? Rồi, được rồi. Tôi sẽ huy động lực lượng vân quân giúp tìm cô ấy và đứa bé đấy. Chú. Vâng ạ, được như thế thì tôi cảm ơn bác nhiều. Rồi, đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng tôi. Thì tôi sẽ cố gắng để làm. Vâng ạ. Rồi, đồng chí và tôi có nhiệm vụ giao đồng chí. Vâng, tôi nắm gọi điện cho dân quân, lực lượng dân quân để giúp chú tìm kiếm cô ấy và đứa bé đấy. Cảm ơn bác nhiều. Mời chú uống nước. Vâng, cảm ơn bác ạ. Thôi tôi xin phép bác tôi về trước đây. Rồi có gì bác nhớ báo cho tôi nhé. Vâng, có gì tôi báo cho chú sau. Vâng, cảm ơn bác nhiều nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Chào bác, tôi về nhé. Cảm ơn nhé. Thank you.
ngồi. Bác gọi cháu ra đây có việc gì ạ? Gọi đến đây là cháu có nhiệm vụ để đi tìm con gái và đứa bé này. Có xem thấy hành diện này. Đồng chí đi photo hình ảnh này và huy động lực lượng dân quân đi tìm con gái và đứa bé này. Dạ vâng. Chị vào khám của em xem cô ấy nó có bị sao không? Chị vào khám. Em mời chị. Cô ấy cũng không sao đâu. Chị vừa khám cho cô ấy, kiểm tra nhịp tim và đo huyết áp cho cô ấy là bình thường. Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê. Vậy bác sĩ khám hộ xem cô ấy có bị sao không? Vâng, để tôi khám lại xem. Chấn thương ở phần đầu, đằng sau vai gáy. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Và bây giờ tôi sẽ chuyển nước cho cô ấy để sớm hồi phục. Bác sĩ cố gắng giúp gia đình với. Vâng, gia đình cứ yên tâm. Có cái gì mắc ở đây không em? Dạ.
sĩ. Tôi đã chứng minh cho cô ấy rồi. Lát nữa mà hết chai này thì lò này thì gia đình hết lò này cho tôi nhé. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nha. Vâng, không có gì. Rồi dần dần cô ấy sẽ hồi phục tôi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. À, tôi xin phép về nhé. Dạ vâng. Nếu có biểu hiện gì bất thường thì anh gọi cho chị nhé. Vâng ạ. Vâng. Chị cũng xin phép đi về trước. Vâng ạ. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nha. Nhỉ? Vâng. Bác sĩ đi về nha. Bác sĩ đi về cẩn thận nha. Vâng. Chào anh em. Vâng, chào bác sĩ ạ. Chào bác sĩ. Tại sao cô này lại bị như thế này nhỉ con nhỉ? Dạ con không biết nữa mẹ ạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình xuống tầng đi. Để cô ấy nghỉ ngơi đi mẹ. Dạ, hai mẹ con mình xuống. Dạ vâng mẹ. Con ơi, con có biết cô ấy là ai không? Tại sao con đưa cô ấy vào nhà mình? Dạ thưa mẹ, con không biết cô ấy là ai nữa. Từ cái đoạn đường mà con đi làm về ấy, con thấy cô ấy nó ngất ở nửa đường. Lúc đấy là trời cũng sắp tối nữa. Con mới đưa cô ấy về nhà mình mẹ. À, thế con có biết cô ấy bị sao? Dạ thưa mẹ, con không biết cô ấy bị sao nữa. Lúc con thấy cô ấy thì cô ấy đã bị ngất ở dòng đường rồi. Mẹ ạ. À, thế không biết làm sao nhỉ? Dạ thưa mẹ, con không biết phải làm sao nữa. Phải đợi cô ấy tỉnh lại thế như nào mẹ ạ? Ừ, thế à? Vâng ạ. Mẹ ơi, thế thì mẹ đi làm một tí cháu cho em bé này ăn nhá. Con đi thay đồ đã. Ừ, vâng, con cứ đi thay đồ đi. Dạ vâng. Để bà, để mẹ lấy em bé đi làm cháo. Em bé đi ăn cháo nhé.
bà con cháu trong con nào. Đấy, cháu nha. Há luôn, nắng không? Ngon không? Ngươi giỏi thế nhỉ? Con ăn giỏi thế nhỉ? À, há to. Đúng rồi đấy. Con ăn giỏi quá. Em bé ăn giỏi quá, nói chưa? Ừ, ăn ngon chưa? Em bé giỏi quá nhỉ? Đấy, em bé khỏe chưa, giỏi chưa? Bà lau mồm cho con nha. Đấy. Con uống nước không? Để bà lấy nước cho con nha. Đây, con uống nước đi. Ôi dồi ôi, em bé giỏi quá nhỉ, ngoan quá. Con đi chơi nhá. Con đi chơi, bà đi rửa bát nhé con nhé. Đấy, con đi chơi đi, để bà đi rửa bát nha.